nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, một linh mục trẻ Việt Nam âm thầm truyền giáo tại một nơi xa xôi và vô cùng nguy hiểm, đó là vị tân linh mục Đa Minh Vũ Trường Phúc, hiện cha đang truyền giáo tại Burkina Faso, một đất nước nghèo nàn nhưng thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công khủng bố của nhóm Thánh Chiến Hồi giáo. Theo báo Giải trí Văn hóa đưa tin, linh mục Đa Minh Vũ Trường Phúc, niềm tự hào của người Việt Nam trên đất châu Phi. Trong thời đại số hóa, các trang mạng truyền thông xã hội đã mở ra không gian rộng lớn để kết nối mọi người vui sống yêu thương, tương trợ lẫn nhau. YouTube là cánh cửa mở ra thế giới, là phương tiện tuyệt vời, lan tỏa yêu thương, nối kết mọi người. Linh mục Đa Minh Vũ Trường Phúc, một nhà truyền giáo, một nhà thiện nguyện Việt Nam tuyệt vời tại đất nước Burkina Faso, vùng sa mạc Sahara, phía Tây Châu Phi. Dù bận rộn với công việc mục vụ của nhà thờ, linh mục Đa Minh Vũ Trường Phúc luôn dành thời gian cho việc giáo dục, chăm lo cho các em học sinh nghèo được đến trường, chăm lo cuộc sống của các anh chị em khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân. Linh mục Đa Minh Vũ Trường Phúc đã và đang lan tỏa tình yêu thương, nguồn cảm hứng, sáng tạo và năng lượng tích cực đến với mọi người trên YouTube và đã thu hút hàng ngàn người xem và lượng lớn người đăng ký, theo dõi. Linh mục Đa Minh Vũ Trường Phúc không chỉ là người truyền năng lượng tích cực, kết nối yêu thương mà còn là một niềm tự hào của người Việt trên đất châu Phi vì đã đóng góp tích cực vào việc giáo dục, cải thiện, nâng cao đời sống của người dân châu Phi. Ước mong thông điệp yêu thương dành cho người dân châu Phi ngày được lan tỏa, được nhiều người đăng ký. Đây cũng là cách chúng ta góp những đồng xu để giúp người dân châu Phi qua kênh YouTube Linh mục Đa Minh Vũ Trường Phúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Kính thưa cộng đoàn, từ 9 năm nay, tức năm 2015 đến nay, Burkina Faso là nơi xảy ra những cuộc tấn công khủng bố của các nhóm Thánh Chiến Hồi giáo liên kết với Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo, là những lực lượng hoạt động trong vùng tạo nên tình trạng bất an trầm trọng. Gần 2 triệu người đã phải di tản trong nội địa Burkina Faso vì làn sóng bạo lực, cho đến nay đã làm cho ít nhất 20.000 người thiệt mạng. Hồi tháng 2 năm 2020, 24 người bị thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong cuộc tấn công một thánh đường tin lành tại làng Pansi ở miền Bắc Burkina Faso. Chính phủ lâm thời của Burkina Faso sau cuộc đảo chính ngày 30 tháng 9 năm 2023, hiện do Đại úy Ibrahim lãnh đạo, ông chủ trương chiến đấu chống các chiến binh Thánh Chiến Hồi giáo như chính nghĩa cần phải theo đuổi. Trong một thông cáo của giáo phận Dori ở Burkina Faso, Đức cha Laurent Dabri cho biết một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra khi cộng đồng công giáo ở làng Essaken của Burkina Faso đang dâng thánh lễ, khiến cho ít nhất 15 tín hữu thiệt mạng. Trong số các nạn nhân, 12 người chết tại chỗ, 3 người do vết thương quá nặng. Ngoài ra, theo báo cáo, còn có 2 người bị thương. Theo nguồn tin báo chí, vụ tấn công được thực hiện bởi những người có vũ trang bên trong nhà thờ công giáo ở Essaken. Đức giám mục của giáo phận Dori viết trong thông cáo được báo chí địa phương loan tin: "Với niềm tin và hy vọng, chúng tôi kêu gọi sự chú ý của anh chị em đến vụ tấn công khủng bố mà cộng đồng công giáo ở Essaken Village phải gánh chịu ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2024, khi họ đang tập trung để cầu nguyện vào Chúa Nhật." Ngài nói tiếp: "Trong những hoàn cảnh đau thương này, chúng tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho sự yên nghỉ đời đời của những người đã chết trong đức tin, chữa lành những người bị thương và an ủi những tâm hồn đau buồn. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của những người tiếp tục gieo rắc chết chóc và hoang tàn ở đất nước chúng ta." Kết thúc thông cáo, Đức cha xin cho những nỗ lực sám hối và cầu nguyện của chúng ta trong mùa chay này mang lại hòa bình và an ninh cho đất nước Burkina Faso của chúng ta. Burkina Faso đã trải qua giai đoạn bất ổn chính trị nghiêm trọng kể từ năm 2015 do bạo lực bởi các nhóm thánh chiến gây ra ở nhiều khu vực khác nhau. Những xung đột này đã khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng, cả dân thường và quân lính, và khoảng 2 triệu người phải di tản. Hơn nữa, các tổ chức xã hội dân sự ở Burkina Faso đã bày tỏ lo ngại về trường hợp bắt cóc công dân và ép buộc nhập ngũ như là lực lượng hỗ trợ quân đội trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thánh chiến. Đồng thời, lên án sự từ chối quyền tự do quan điểm của người dân luôn tái diễn và có hệ thống.
Trong những năm gần đây, các nhóm khủng bố Hồi giáo gia tăng hoạt động tại Burkina Faso. Nhiều thánh đường bị tấn công trong năm 2019 và năm ngoái, người ta tìm thấy trong làng thi hài một linh mục bị mất tích trước đó. Burkina có 60% dân số là tín hữu Hồi giáo, 23% là Kitô hữu. Trong số này, đa số là Công giáo và 15% theo các đạo cổ truyền Phi Châu. Đức cha Laurent Dabri, giám mục giáo phận Dori, chủ tịch hội đồng giám mục Burkina Faso và Niger bên Phi Châu cho biết, 50% lãnh thổ nước Burkina Faso hiện nay nằm trong tay các nhóm khủng bố. Đức cha cho biết, từ năm 2015 đến nay, nạn khủng bố gia tăng chưa từng có tại Burkina Faso. Năm nay, bắt đầu với những dấu hiệu chẳng lành với vụ ám sát một linh mục vào ngày 2 tháng Giêng vừa qua tại miền Tây Bắc nước này. Đức cha Dabri nói thêm rằng, sự bành trướng các nhóm khủng bố bao hàm sự hủy bỏ xã hội hiện nay. Đa tôn giáo có đặc tính đối thoại và sống chung. Những kẻ khủng bố muốn loại bỏ xã hội tự do hiện nay và tất cả những người không tuyên xưng cùng một loại Hồi giáo như họ. Theo Đức cha Dabri, hiện tượng khủng bố có ảnh hưởng bi thảm đối với đời sống giáo hội. Hậu quả của làn sóng bạo lực tàn ác trong 7 năm gần đây thật là kinh khủng. Về phương diện mục vụ, chúng tôi không thể di chuyển như trước đây. Phạm vi hoạt động của chúng tôi bị thu hẹp rất nhiều vì những kẻ khủng bố đã chiếm 2/3 miền Sahel. Trong thực tế, chỉ còn lại các thành phố lớn trong tỉnh. Giáo phận Dori có 6 giáo xứ, nhưng 3 giáo xứ đã bị đóng cửa. Chúng tôi sắp đóng cửa giáo xứ thứ 4 vào mùa hè này. Khi có sự hiện diện của những kẻ khủng bố, chính các giáo dân yêu cầu các linh mục của họ được gửi đến một nơi an toàn, một số nơi không có lương thực và phương tiện liên lạc thông tin. Chúng tôi chỉ chuyển được các sứ điệp và tin tức nhờ một vài tổ chức của Liên Hiệp Quốc có khả năng chuyển các sứ điệp ấy qua đường vô tuyến. Chúng tôi đã tổ chức việc mục vụ cho những người tản cư nội địa vào khoảng 2 triệu người. Thỉnh thoảng, chúng tôi mang được lương thực và các đồ tiếp tế đến những vùng bị cô lập nhờ các đoàn xe quân sự. Chúng tôi thích ứng với tình hình bao nhiêu có thể. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ luôn được bình an, đặc biệt những vị đang truyền giáo ở những nơi còn chiến tranh khủng bố. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.